đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Vương Miện Hoa hậu đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ cô gái chỉ quen miệt mài đèn sách, Lương Thùy Linh trở thành đại diện nhan sắc, có tiếng nói, tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng tới triệu người sau đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Theo cách nói của Lương Thùy Linh, Hoa hậu là thay đổi cuộc đời theo hướng nhân văn và đáng quý nhất. Buổi sáng đầu tiên sau đêm đăng quang của Lương Thùy Linh không mộng mơ. Cô bận rộn với các buổi họp báo và những trách nhiệm dần hình thành trong suy nghĩ. Chưa đầy 4 tháng sau đó, Linh lên đường sang London, nước Anh để mang chuông đi đánh xứ người. Cô lọt vào top 12 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019 và gây ấn tượng với màn múa mâm trong trang phục đỏ đậm. Với tôi, thành công lớn nhất là vượt qua giới hạn của bản thân. Trước đây tôi chỉ biết tới học và sách vở. Lần đầu rẽ hướng nghệ thuật và với vỏn vẹn 3 tháng chuẩn bị đã được khán giả tin tưởng, ủng hộ. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt. Cô nói, về nước sau 3 tuần, Lương Thùy Linh trở lại là cô sinh viên thích đồ ăn Việt Nam và mê những trang phục năng động. Cô bảo về nhà là thích nhất và không hối tiếc khi chưa thể đi xa hơn vì trân trọng cuộc thi đã dạy cô những bài học về ứng xử, cách đối mặt thử thách. Ở tuổi 19, trọng trách đại diện nhan sắc khiến Lương Thùy Linh căng thẳng, nhưng tình yêu thương của khán giả lại mang đến cô cảm giác tự hào và hạnh phúc. Với Lương Thùy Linh, 2019 là năm thành công khi liên tục đạt được những mục tiêu đề ra và mới đây còn giành suất trao đổi sinh viên tại Đức. Làm hoa hậu, Lương Thùy Linh phải thay đổi lịch trình để phù hợp thời gian biểu mà công việc luôn song hành học tập. Ngày trước tôi chăm chú học tập, còn ở cương vị mới, bên cạnh những buổi chụp hình là các hoạt động thiện nguyện, dự án cộng đồng. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 tâm sự. Tuy vậy, Linh vẫn cố gắng là chính mình mà không nỗ lực để trở thành một hình mẫu được kỳ vọng. Tôi chẳng muốn theo khuôn mẫu nào cả, bởi như vậy thì còn gì thú vị. Cô chia sẻ. Vương Miện Hoa hậu thay đổi cuộc đời một cô gái. Lương Thùy Linh khẳng định, từ nữ sinh đại học ngoại thương, mỗi ngày đến giảng đường, cô bước xa hơn, mang lý tưởng và tiếng nói tới nhiều người để chạm vào trái tim, khơi gợi lòng trắc ẩn. Cô gái đỏ Vương Miện có tầm ảnh hưởng và hơn hết, cô ấy có thể giúp đỡ được nhiều người. Lương Thùy Linh cho hay, cái đích Linh mong muốn khi tham gia các cuộc thi nhan sắc cũng là vậy. Trở lại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, trước giờ phút đăng quang, Lương Thùy Linh cát quốc trong chiếc váy màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp thanh xuân với chiều cao 1m77. Cô sở hữu số đo 88, 68, 92, nụ cười tỏa sáng và đôi mắt thông minh nhưng hiền hậu. Linh chinh phục khán giả bằng màn ứng xử xuất sắc, khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và khiến họ tin rằng không ai khác xứng đáng với ngôi vị hoa hậu hơn cô. Hôm 26 tháng 10, tại show thời trang Another Day của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Lương Thùy Linh làm vedette. Không còn nhận ra tân hoa hậu trong diện mạo mới. Mái tóc bới cá tính, trang điểm mắt xếch và ăn mặc gợi cảm. Từng bước chân của Linh trên sàn catwalk ở nhà ga tàu hỏa, leo núi Mường Hoa, Sapa, Lào Cai khiến khách mời hài lòng. Nhan sắc và thần thái của cô nhận nhiều lời khen, tiếng vỗ tay và gọi tên vang lên không ngớt. Lợi thế hình thể cho phép Lương Thùy Linh quyến rũ với nhiều kiểu trang phục. Trong cuộc sống đời thường, cô chọn đồ giản dị để đẹp theo cách tự nhiên của cô gái tuổi đôi mươi. Tạm rời cương vị, Lương Thùy Linh vẫn đến trường cùng bạn bè và nổi bật nhờ chiều cao, chứ không phải áo quần hay phụ kiện hàng hiệu. Trước và sau khi trở thành hoa hậu, cô đều không mặc hở. Khiêm tốn và biết đủ là những điều mà người đẹp quê Cao Bằng được song thân dạy dỗ khi bước chân vào showbiz. Cô bảo vẻ đẹp ngoại hình là món quà nhưng sẽ lâu bền và giá trị hơn nếu mỗi ngày qua đi biết tu dưỡng bản thân lẫn tiết chế những tham vọng vật chất. Dù có thể tiến xa trên con đường nghệ thuật, trước mắt, Lương Thùy Linh đặt mục tiêu hoàn thành hành trình rèn luyện ở trường đại học. Cô bảo tri thức như trang sức quý giá, cùng với nhan sắc giúp bản thân tự tin và hãnh diện mỗi khi đứng trước khán giả. Lương Thùy Linh sinh năm 2000 tại Cao Bằng,
cô trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và lọt vào top 12 Hoa hậu Thế giới 2019. Cô được đánh giá cao nhờ khuôn mặt khả ái, vóc dáng cân đối và gu thời trang thanh lịch. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.